cha mẹ cũng khổ chơi. Cô không bên đây nè, Thiên ơi, giờ đem tiếp anh bên đây cái nè. Thiên ở với cha. Thiên được không? Thiên cái này bên đây cái con nó chặn lưới. Mới về cha mẹ. Hậu Giang với tôi xin kính chào quý cô chú anh chị. Hậu Giang chào bà con. Thưa bà con, hôm nay buổi tối Hậu Giang đang có mặt ở xã Tân Hòa, huyện Lê Dung, tỉnh Đồng Tháp để chuẩn bị đưa tiễn bé Đăng Khoa 5 tuổi, chẳng may là theo cha mẹ đi làm nghề cá đó quý cô chú anh chị, thì chật chân đuối nước ra đi ở sông Bến Bạ cái Găng Cần Thơ đó quý cô chú anh chị. Là bé mất lúc 11 giờ đêm ngày 7 tháng 4, là tìm được bé lúc 16 giờ ngày 8 tháng 4 quý cô chú anh chị. Gia đình của ba mẹ của bé ở đây cũng rất là khó khăn quý cô chú anh chị. Thì 9 giờ tối nay là đưa tiễn cháu về nơi an nghỉ cuối cùng, cũng là phần đất nhà ở phía sau nhà là quý cô chú anh chị. Bà con xem video của Hậu Giang chia sẻ, bà con hãy để lại một bình luận cũng như là một lời cầu nguyện cho hương linh của bé Đăng Khoa 5 tuổi sớm được về cõi lành, được về với Phật. Gia đình của ba mẹ cháu đây là không có đất có ruộng gì hết trơn quý cô chú anh chị, rất là khó khăn luôn. Và ông bà nội bây giờ hiện giờ là tuổi 70 rồi nhưng mà vẫn đi là làm nghề cá để mà kiếm cá rồi là lo cho hai đứa anh của Đăng Khoa quý cô chú anh chị, rất là đau lòng bà con ơi. Đây là ba của bé Đăng Khoa đối với cô chú anh chị. Ba rồi là ba mẹ của Đăng Khoa nè. Rồi bà nội với bà ngoại. Rồi giây phút cuối đối với cô chú anh chị. Cháu được hỗ trợ là chuyến xe không đồng đưa cháu về tới nhà đó quý cô chú anh chị. Thì khi mà mắc á thì ba mẹ của Đăng Khoa cũng dám cho bà nội hay, thì trên đường trở về rồi mới cho cô hay, tại vì cô cũng có bệnh nền nữa bà con, cho nên là sợ là cô chị không nổi. Đau lòng quá bà con ơi, thì cũng vì cơm áo gạo tiền, cũng vì cuộc sống mưu sinh, chiếc ghe của anh chị là một cái ngôi nhà di động đi khắp nơi để mà kiếm cá, để mà kiếm sống trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Nhanh cố gắng lên nha cô. Niệm Phật đi chị niệm Phật đi để hồi hướng cho Đăng Khoa nha chị. Bà nội với bà ngoại, hai cô niệm Phật đi hai cô ơi. Dạ, nhiều khi cháu đến đây cũng là hết duyên làm cháu của hai cô rồi. Lúc này thì hai cô gắng cố gắng lên để vượt qua nỗi đau này nha cô. Trồng cái cô su vô luôn hả cô? Dạ. Dạ. Phạt đổ con. Chín giờ nữa bà con, cũng gần tới giờ rồi. Nữa, cho nữa. Đây, 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 cho n
Chưa còn dư lắm á. Đi bẻ lại luôn, băng lại luôn. Đó mà đi. Chưa đủ chưa? Rồi đủ rồi, đủ. Rồi kiếm gì? Một keo lên, lên chưa có hai đậu gì không á. Dạ quá thấy gì rồi có gì. Nhìn thấy cảnh này không có kìm được nước mắt của cô chú anh chị. Thắp thắp nhang cho cháu lần cuối đi. Bạn biết không, làm luôn đi. Biết làm luôn đi. À, biết làm đi, có đó giúp cho gia đình chứ có gì đâu. Lại đây nè. Quay giùm cho ảnh.
Vừa vừa đọc vừa cầm máy luôn đi, vừa cầm máy luôn chứ. Tụng luôn nha. Rồi, vậy tốt quá rồi. Nhớ tên họ không? Nhớ tên họ không? Ai nhớ tên họ của cháu? Nhắc cháu lớn lên nha. Đọc lớn lên nha bạn. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì phần lễ di quan của cháu Đăng Thôi cũng đã đến giờ. Thì Toàn Lê đến đây. Một chàng YouTuber đúng không quý cô chú anh chị? Cùng với gia đình. Thì Toàn Lê đứng ra làm một cái lễ cho cháu nha. Cả nhà mình cho cháu một cái câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật nha. Khóc rồi thầy. Thầy khóc luôn rồi. Thầy khóc luôn rồi. Nói chung là không có kìm được cái cảm xúc. Thì cháu còn nhỏ quá nên mình không thể nào mà lại cháu được nha cả nhà. Mình chỉ dùng cái tâm thôi nha. Thì trước phần linh cữu của cháu Đăng Khôi, thì cả nhà mình cho cháu Đăng Khôi một câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật để tiếp dẫn vong linh của cháu Đăng Khôi về cảnh giới an lành nha. Thì trước khi là cái lễ di quan đưa tiễn cháu về đất mẹ yên nghỉ. Để cố gắng lên bạn ơi, xúc động quá. Xúc động rồi. Xúc động, xúc động. Thì Toàn Lê cũng không có nhớ nhiều, Toàn Lê chỉ đọc tiếp cho gia đình một bài Tây Phương tiếp dẫn vong linh vong hồn cháu lại ngay cả nhà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Thập Nhất Vạn Đồng Giáo Đồng Hiểu Đại Bi Dẫn Dòng Linh Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Ba Đồng Văn Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Vong Linh A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Ngũ Thiên Ngũ Ba Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Thiết Dẫn Vong Linh A Di Đà Phật. Thì cái phần thiết dẫn vong linh bài Tây Phương Toàn Lê đọc tới đây, thì mời cả nhà mình đại diện là phần thân nhân là cho cái phần linh cữu của cháu là ra về phía sau để yên nghỉ đến với gia đình nha. Thì cả nhà mình ai là người đi trước thì là dẫn đường cho Toàn Lê nha. Cái đầu đi trước cái gì? Quay lại thẳng. Cầm nhang đi trước. Cầm nhang đi trước. Rồi đọc bài Tây Phương luôn nha cả nhà. Đưa cho tao đi hết đi qua của mình đi coi từ quá trời gì chị coi em lùi giờ lại đó.
Thầy coi tới giờ để xuống chưa nghe. Để xuống chưa? Để coi. Rồi gãy gì đó gãy đi, rồi mong gì gãy đi. Để nghe em lần cuối đi con. Hai đứa em của hai đứa anh của Đăng Khôi đến quý cô chú anh chị. Anh em đến đây là hết duyên rồi đó con ơi. Rồi cái này thì cũng đưa ông Phai về Nam nghỉ cuối cùng mình luôn nha. Thì con sẽ kết thúc video cuối cùng mình đang sẽ dẫn tới toàn nha. Mình muốn mình tăng thêm like chia sẻ nha. Nhìn cảnh đưa tiễn bé Đăng Khôi 5 tuổi lúc nửa đêm gì nhìn rất là xót với cô chú anh chị. Vì là chắc say trong đêm luôn à. Ừ. Say trong đêm luôn. Đồ cát vậy là say trong đêm luôn á bà con. Đây là người mẹ nè. Mẹ ngồi nhìn hoài. Mẹ của Đăng Khôi nè quý cô chú anh chị. Mẹ với cha Đăng Khôi rất là sốc luôn. Anh chị gắng cố gắng lên nha anh chị ơi. Cháu nó hết duyên làm con của anh chị rồi. Bây giờ là anh chị niệm Phật đi hồi hướng cho cháu nha. Trước mặt là bà ngoại, người cha, qua, người qua. Mẹ. Qua bên, cắt. Rồi vô đi anh. Ngồi nhìn, tiễn con làm cưới. Đốt luôn đi, đốt luôn đi. Đốt luôn hả? Đốt luôn đi. Đồ của cháu đốt luôn đi. Con quẹt không? Có quẹt rồi. Có anh em nào có quẹt không vậy? Đây nè, con quẹt nè chị ơi. Đốt luôn đi. Đồ của Đăng Khôi đó quý cô chú anh chị. Xót xa. Đốt chị nhớ nói tên em cho em nhận chị. Tên họ, tên họ nhiêu tuổi nha chị? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chứ ở cha mẹ cực khổ quá cha. Không cứ đắt lên được. Con với hậu mẹ rửa rửa đồ gì cho con mặc đi con. Bên đây nè anh Thiên ơi, giờ này em tiếp bạn bên đây cái nè. Thiên được không? Thiên chạy thôi. Bên đây cái con nó nhận lên. Đứa gì hà cha mẹ. Rồi đó. Cô là hồng của người cha mẹ đó. Về đi để tối rồi. Hậu Giang cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị bà con xa gần đã luôn chia sẻ và đồng hành cùng Hậu Giang với tôi. Hậu Giang cảm ơn bà con gần xa rất là nhiều. Bà con đã để lời cầu nguyện cho hương linh của cháu Đăng Khôi 5 tuổi sớm được về cõi lành, được về với Phật. Chúc gì vô.